Chiều 1 tháng 4, Việt Nam chính thức tiếp nhận 811.200 liều vaccine phòng COVID-19 đầu tiên từ COVAX Facility với sự hỗ trợ của UNICEF, WHO, Gavi và CEPI. Đợt vaccine đầu tiên do COVAX Facility hỗ trợ đến Việt Nam là một tin tốt lành, tuy nhiên sẽ cần có thời gian để tiến hành tiêm chủng cho phần lớn dân số. Vì vậy, trong lúc này, điều quan trọng nhất là mọi người phải tuân thủ hướng dẫn của chính phủ về sử dụng khẩu trang, rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách để giảm thiểu rủi ro lây lan virus. Dự kiến trong tháng 5, COVAX sẽ cung ứng 3.364.800 liều vaccine COVID-19. Sau đó, vaccine sẽ tiếp tục được phân bổ và cung ứng cho Việt Nam vào cuối năm 2021. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 cho rằng, đại dịch COVID-19 thực sự là một thách thức lớn của toàn nhân loại. Đây là dịp để chúng ta cùng nhau đoàn kết, cùng nắm tay vượt qua đại dịch. Hiện nay, vaccine COVID-19 đang khan hiếm trên toàn cầu. Việc có vaccine đã được cấp phép ở Việt Nam và quốc tế là một dấu mốc quan trọng trong công tác chống dịch. Đặc biệt, vaccine này được tài trợ miễn phí bởi COVAX Facility. Phó Thủ tướng nêu rõ, lô vaccine này không chỉ là có thêm một công cụ hữu hiệu mà còn thể hiện một việc làm cụ thể của cộng đồng quốc tế, giúp toàn thế giới cùng nhau chung tay chống dịch và với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, để đáp lại thiện chí của cộng đồng quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam cam kết có trách nhiệm sử dụng tốt và hiệu quả lô vaccine này, đảm bảo công bằng đúng đối tượng. Người nào có nhiều rủi ro sẽ được ưu tiên tiêm phòng vaccine COVID-19 trước. Trong quá trình tiêm, phải đảm bảo an toàn cho người được tiêm. Vaccine do UNICEF mua và cung ứng thông qua COVAX Facility nhằm hỗ trợ triển khai nghị quyết số 21 của Chính phủ ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ Việt Nam về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam. Dự kiến sẽ cung cấp đủ vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm ưu tiên thuộc 20% dân số Việt Nam. COVAX Facility cũng cam kết các lô còn lại trong cam kết 30 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của COVAX sẽ về đến Việt Nam vào cuối năm nay và đầu năm 2022. Toàn bộ 30 triệu liều vaccine phòng COVID-19 sẽ được COVAX cung cấp miễn phí cho Việt Nam.